chú quỷ quá, mình phải thả tim mới được. Sao Khoa ơi, cậu có ở nhà không? Sao Khoa, mẹ thấy bạn không vào ngoài cửa kìa, sao không ra mở cửa cho bạn? Mẹ cũng đang bận quá, mẹ mà cửa giúp con đi. Để giúp con nốt lần này thôi đây nhá. Xong rồi cất điện thoại đi. Sao Khoa, sao bà không mở cửa và không chào tụi mình? À, tớ đang bận, tớ đang có cái này hay lắm. Cái này nhiều clip hay lắm, hồi sáng đến giờ tớ vai mỏi tay luôn. Ơ, có ai nhắn tin đến này? Để tớ xem mà. Chào bạn, mình là admin của bác. Mình muốn làm quen với bạn. Chắc là admin thấy tớ vai nhiệt tình quá đấy. Đó, trả lời bạn ấy cho. Khoan đã, mẹ tớ nói là không định nhắn tin cho người lạ, nhất là trên mạng xã hội. Nguy hiểm lắm đấy. Đúng vậy, chúng ta đâu có thể biết người này người xấu hay là người tốt đâu. Ơ, Tâm Như, bà là Cảnh Huyền, hai con đi đâu đấy? Dạ, con qua nhà cô để chơi với Sao Khuê ạ. Ơ, cô tưởng là Sao Khuê đi cùng hai con cơ mà. Bây giờ bạn ấy chỉ thích nhắn tin trên mạng xã hội thôi cô ạ. Nhắn tin với ai cơ hả con? Nhắn tin cho bạn đó cô. Bạn ấy còn nghĩ là người ta nữa cô ạ. Nguy hiểm quá. À, Sao Khuê có cầm điện thoại để cô định vị xem Sao Khuê đang ở đâu. Ở đây một mình như này. Con sợ quá. Sao con có biết là con đi một mình như thế này là nguy hiểm lắm không? Để con mang theo cả tiền tiết kiệm nữa. Cậu có chuyện gì không nói sao? Có mẹ cậu và chúng tớ ở đây rồi, cậu đừng sợ gì cả. Con có chuyện gì khó nói thì cứ nói với mẹ đi. Con có quen một người ở trên mạng xã hội. Hai bạn họ là một người rất nổi tiếng. Con nói chuyện với nhau rất là vui. Họ nói con gửi ảnh để họ biết mặt của con. Thế con có gửi ảnh cho họ không? Đây rồi. Sau đó họ mời con mua một số app ở trên mạng. Con nói là con không muốn mua. Họ dọa con lại ép ảnh lên mạng xã hội. Con đừng lo, có mẹ ở đây rồi. Mẹ sẽ nhờ chính quyền can thiệp. Họ sẽ không thể làm gì được con đâu. Qua câu chuyện này, cả Tâm Như, cả Khánh Huyền, cả Sao Khuê nữa, các con phải nên nhớ không được giao tiếp với người lạ, nhất là những người trên mạng xã hội. Chúng ta không biết là họ là người tốt hay là người xấu. Đặc biệt, không được gửi ảnh cho họ vì họ có thể ghép chúng ta vào những mục đích xấu nữa. Các con đã nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Thôi, chúng ta về thôi.